mạnh lên, 5, 6, 7, 8 quậy mạnh lên. Quậy qua rồi. Máy trái, máy phải, xéo trên, máy dưới. Máy gì? Máy chéo trái, chéo phải, vẹo trên, vẹo dưới. Xin trước, xin sau, xin phải, xin trái. Ô, tao sáng ngày ra, đang ngoái ông, xin cái gì đây? Tôi xin linh tinh, xin lung linh. Xin thẳng cái một ông. Ôi, mới sáng ngày ra đã đấu khẩu thành giáp rồi. Sao cậu không thi giáp tuyệt mùa 3 luôn đi? Lên xong ca, xin xin vào mồm nhau. Có khi bạn giám khảo lại quàng mũ vàng luôn đi chứ. Đạp thẳng vào mồm ông. Thôi, tôi là tôi không ngoại với cái lão hấp này nữa đâu. Sáng ngày ra đòi xiên xiên, mất cả hứng. Đây cần chắc, cái như là bao lắm đấy. Mau. Tôi đổi nhạc cho máu này. DJ Thái Đại, let's go. Mỗi sáng thức giấc bông thấy chi riêng mình ta. Tiếng hót thanh thoát có những chú chim vừa qua. Càng già là càng cẩn thận. Không là chìm nó phải mất. Mấy cái lão này nay tập tành kỹ thuật mới à? What? Trông ngộ ha. Tôi nhìn cứ như ba con long quăng. Tôi là tôi thích cái suy nghĩ của bà đây. Càng già càng đổ đốn. Tôi là tôi chưa thấy ở đâu như cái xóm này. Bà cũng là người trong khu xóm rách việc này đấy. Ôi. Cái gì đây? Đấy, xóm ông đấy. Ông thấy rách việc chưa? Ê, ngoái cái điệu chim quả quả này là tôi thích à? Ẩm bầu có vẻ thích chim. Ờ, thích chứ. Mình phải yêu chim. Thì chim nó mới khỏe mạnh. Chim là nó mới khỏe thanh thuần. Chim có hót được đâu mà bày đặt. Ghét cái mặt. Cái thái độ của ông như thế là cái ý gì? Tôi nói không đúng à? Tròn và vạn biết bây giờ chứ lệ. Ô, các bác ơi, cho tôi nhập hộ ngoái với. Cái ngữ cậu thì ngoái cái gì? Ông ngáo ngẹo. Chỗ này là chỉ a du a tàu là nhanh. Ở đây bọn tôi chỉ nhận những người già. Vì càng già thì gừng mới càng dẻo được. Tôi xéo đây. Mày lại tôi nhìn nào. Đang nóng mày. Ngoái là hơi mệt. Nắng thì nó mới trắng ra. Thế ra trắng dữ chưa? Trắng lắm. Trắng lắm nhỉ? Này đủ điều kiện nhập hộ yêu chú. Ui. Hả? Thằng này là coi bộ cũng có thành ý cho nó nhập hội. Ông chắc chưa? Tôi chắc. Câu của tôi mà. Rồi chắc chắn. Chốt. Mạnh lên. 5, 6, 7, 8. Thằng kia, ngoái kia vào. Không biết nhìn à? Điều nhanh, không cần để bà nó ra khỏi xóm. Ngoái kiểu này cũng được, nhưng mà xưa rồi. Để tôi update cho ông kiểu ngoái sành điệu nhất. Mất tiền thì nhìn vào đây, vũ điệu múa quạt. Ôi ôi, cả xóm ơi nha, mà riêng thằng Trang nó bị chết đánh thẳng vào mồm đó. Ôi chạy ngay không biết nó đánh thẳng vào mồm ông đấy. Đánh vào mồm ông. Đi đi, nó vừa bị sét đánh ở đây nha. Ơ, đâu rồi? Vừa mới thấy nằm dưới đèn phật, phật phật ở đây cơ mà. Đâu, nó dậy như nào? Như này này. Ôi,
Sau qua vụ khoát mà phải riu thì hãy gọi bọn tôi ra nhá. Càng già càng trách việc. Xéo đây. Tôi nói thật mà. Hai lão kia, làm chứng đi chứ. Tôi không biết gì hết. Tôi bị mù. Hai thằng cha là hấp dẫn lắm nhỉ. Được chứ nhỉ. Cái thằng ba bạn chúa cha mà nó nhầm ở đây mà nó ở đâu nhỉ. Ê ông Nam, ông đi đâu làm gì mà để mọi người tìm cả sáng? Còn kêu ông bị sét đánh thẳng vào mồm. Lát bà ra chợ mua tôi cái bánh xà phòng. Ông đánh răng tốn phết nhỉ. Tôi mua về tôi đánh thẳng vào cái răng bà. Vào cái răng ông. Ừ, cái gì đấy? Giật đùng đùng trong truyền thuyết là có thật à? Tôi không biết. Cái này tôi cũng chưa từng thấy trên TV bao giờ. Môn phái võ công mới à? Ê, hai ông thần kia, làm gì đây? Tăng động à? Rõ ràng là tôi thấy nó nằm ở đấy. Nó còn nằm dễ đình đạch cơ. Làm tôi mang riêng đất việc với cả chó. À, thằng ba bạn đây rồi. Sáng rồi bị sao đánh vào mồm xong rồi chạy đâu ấy mày? Cái gì đấy? Cái gì mồm thối thế mày? Ôi ông Tuyến ơi. Ôi cháu ơi. Cháu một trăm. Tôi bị cái lão bộ kia. Ui dồi ôi, cái lão này cứ túm túm xách hết áo tôi rồi đi này. Khè vào mồm tôi đấy. Cái gì đây? Cái gì đấy? Ôi trời ơi, nhắc nhé. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Xóm phố này bị sao ấy nhỉ? Cái này nó lây được sang nhau qua đường lẩm bẩm bà. Bọn nó bao vây khắp nơi rồi, nguy hiểm quá. What? Ờ, cái mụ này đang trong lúc nước sôi lửa bỏng còn cười à? Bà bấm bấm cái gì đấy? À, tôi đang nói chuyện với cà rút qua Jacky. Jacky? Phải, Jacky là app giao lưu kết bạn bốn phương. Đấy, đây này, tôi đang trong mục Crude Radar. Bắt radar mới có thể kết đôi nói chuyện bằng chức năng này. Có nghĩa là hai bạn kết đôi cũng muốn tìm người yêu. Tôi thấy ông độc thân cũng lâu rồi đấy. Triển đi thôi chứ còn gì nữa. Thích rồi hả? Không, bà đang quảng cáo đấy à? Không, tôi đang tâm sự mà. Cả xóm rách việc mình đều dùng Jacky hết rồi. Còn mỗi ông thôi đấy. Ý kiến hay. Bà dùng thử Jacky liên lạc với mọi người xem tình hình thế nào rồi. Còn bình thường không? Hay là cũng tăng động như bọn kia hết rồi?
Được rồi, để tôi liên lạc. Ma ngoan cái gì mà đuổi dài thế? Bọn nó bị sao thế nhỉ? Nhìn như kiểu trong phim ấy, sợ quá. Thằng Trung mình như bị nhiễm rồi. Sao ông biết? Ông không phải đầu vẹo trong một bên. Mùi cũng khắng à. Ai nhắn đây? Bà nhắn tôi qua Jacky này. Tôi vẫn ổn. Đang trốn ở tầng 2. Trong. Tôi ở tầng 5. Tầng 4 nhá. Tầng 4. Thế hẹn nhau ở tầng 4 nhá. Ok. Cẩn thận, khẽ thôi. Thằng ba vạn đầu vẹo kìa. Khẽ thôi. Ủa kìa, cái ông này đã bỏ khẽ thôi. Nó nghe thấy thì sao? Yên tâm, những bọn này nó chỉ được cái mã thôi. Chắc chắn điếc. Cái gì đây? Ôi. À, hai ông ấy kia rồi. Ôi ôi, hẹn nhau ở tầng 4 mà ông dắt theo cái cuốn nào, cái theo làm gì? Tại cái lá tuyến tôi cái đánh giọng kìa. Sao tôi đánh thét vào mặt ông? Ra nhòm ngó tí xem nào. Bọn đầu vẹo ở khắp nơi. Xóm mình nay rách việc thế nhỉ? Thì trước giờ vẫn rách việc mà. Tình hình nguy cấp thế này mà không biết cái lão đại mõm đâu ấy nhỉ? Công nhận. Trẻ luôn. Mang tiếng tổ trương mà tra được cái trích sự gì. Chảnh nhá phát là ngoáy ngoáy. Choan. À kia kia. Ồ, giờ này mà còn ngồi ông A ông nghẹo. Hình như ông đại mõm chưa bị nhiễm. Thấy vẫn cười cười. Mà cả xóm thì đang gặp nguy hiểm, hồi hộp kịch tính như thế này mà cái lão ấy còn ngồi cười. Nhiệm kỳ sắp tới, cả xóm mình bỏ phiếu bãi bỏ chức tổ trưởng, cho ổng xuống làm dân thường luôn. Để tôi liên lạc với ổng qua Gia Kinh. Bà đưa đây để tôi nhắn. Lão âm kia, làm cái gì mà cười lắm thế? Cười cười cái ba phát. He he, tôi vừa vào mục Paper Plan trong Jacky. Có gì muốn bày tỏ hoặc muốn nhận hồi đáp, có thể viết trên máy bay và ném ra. Trong một phút sẽ nhận được nhiều sự trả lời từ các bạn khác. Tôi vừa gửi có một cô ở xóm lành việc mới hồi âm cho tôi rồi nè. Được rồi, ông lên tầng 4 ngay đi, có việc gấp. Tôi lên giờ đây. Ơi. Chạy đi, chạy ngay đi. Nguy hiểm. Cái gì? Tôi không nghe thấy gì cả. Ôi tôi xong rồi. Tôi viết ngay mà. Ông ao mẹ. Giờ đầu cũng vẹo vẹo giống hai thằng ba vạn kia luôn rồi. Mình vừa gọi ông đại tổ trưởng lên tầng 4, nhớ ổng lên thật thì sao? Yên tâm, không lên được đâu. Bọn này nó nhiễm giống kiểu zombie ấy, không giao tiếp được đâu. Cái tiếng gì như kiểu con lợn ấy nhỉ?
Giờ bị kẹt trên này, không biết phải làm sao rồi. Như có tiếng động. Của mẹ, bọn chúng đang lên đây. Thôi xong rồi, lần này nó sẽ xong hẳn rồi. Chạy thôi. Ôi, xong cả rồi. Làm sao? Ông hỏi câu nào dễ hơn đi. Bà Hà có ý kiến gì không? Tôi đố ông biết đấy. Sao lại đố? Giờ này đố cái gì? Đố vào mồm ông. Sợ quá các ông ơi. Ông gọi điện cho cô giáo xem có biết cách giải không. Cái phương trình vừa rồi cô giáo cho chip. Thế cô giáo bị ốm à? Sao lại có cô giáo nào ở đây? Hay là cô giáo Thảo? Đến nước này chỉ có một cách duy nhất. Là gì nói nhanh. Là gì này? Đấy, đầu sắp vẹo rồi đấy. Chạy thôi. Con lợn. Đây mà. Nhầm lối. Tại ông hay đánh giống đấy. Chạy nhanh lên. Quả trong vi tuyến tới chắc là cay tôi lắm. Kiểu gì tí nữa lão ấy cũng khè thẳng vào mặt ông. Khè cái gì mà khè. Tôi hiểu rồi, nhiều hơn cả con lợn. Nhanh lên. Lợn này như của lợn rừng. Baby let's go. Cứu tôi. Lão vầu chắc toi rồi. Đa vầu lại còn bị vẹo cổ thì ai mà nhìn nổi. Giờ còn mỗi tôi với bà. Phải làm sao đây? Tôi chạy nhiều mệt lắm rồi. Tôi không đi đâu nữa đâu. Ở đây có mà chết đói à? Còn buồn ái, buồn ẻ, ai mà chịu được? Ừ nhờ. Ông nói tôi mới chợt nhớ. Buồn quá. Ở đây có toilet nào không nhỉ? Bà là rách việc lắm ấy nha. Tìm toilet cho tôi nhanh. Buồn quá rồi. Vâu. Bình tĩnh, là tôi đây, tôi vâu đây. Nhiễm bệnh rồi mà vẫn nói được à? Tôi chưa nhiễm. Tôi là ai? Đây là đâu? Trong ba vạn này hết vạn đầu rồi à? Thế là tôi chữa khỏi bệnh cho nó luôn nè. Hay vậy, chứng tỏ hơi mồm của ông là thuốc giải. Sáng ông mới đớp cái gì, khai nhanh. Tôi ăn muốn đậu mắm tôm. Giờ mồm vẫn còn mùi mắm tôm này. Người thử phát. Sáng sớm ra đã mắm tôm, chiêu ông. Thì ra, mùi mắm tôm chính là thuốc giải. Đã đến lúc giải cứu khu xóm rách việc rồi. Chiang. Ừ.
Uống nhanh bả lên. Ao mẹ. Tuyến tỏa đây rồi, để tôi. Sao tự nhiên gì anh trên rồi? Không được, phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ. Mồm cũng khẳng đấy, nhưng chưa đủ level. Sướng chưa? Vỡ mồm chưa? Tôi là ai? Còn ông là ai? Tôi chính là bố của ông đây. Bỏ ngay cái kiểu thấy giai điệp là tớn mà ôm đi nhá. Ai ốt đi mà. Bỏ thêm ít khí oxy nguyên chất này. Đây là đâu? Tôi là ai? Cái lão này không khỏi à? Khỏi rồi, chắc hít thêm khí oxy nguyên chất của ông nên nhất luôn. Cái lão này làm luôn à? Đúng là chả được cái vẹo gì. Lại trốn tiền phiếng rồi. Chết trình trình. Bố thằng Bình đi Liên Xô trúng chỗ chó. Nằm đấy luôn đi. Từ giờ để tên làm tổ trưởng luôn cho. Cô mà đuổi ông ra khỏi xóm đấy. Trời ơi, chán quá. Ngủ luôn đi. Bé ngủ ngoan đi. Nay thời tiết đẹp quá, xóm mình lại bình yên vui vẻ à? Tẻ dậy, xét đánh mắt là lại rách việc đấy. Nó đánh thẳng vào mồm ông, đánh thẳng vào mồm ông, cái mồm ông. Xóm rách việc xin chào mọi người. Cảm ơn Zaki đã đồng hành và sát cánh cùng xóm rách việc trải qua đại dịch đầu hẹo vừa rồi, đem lại bình yên cho khu xóm. Ngoài ra, Zaki còn có room party giới thiệu về hiệu ứng đẹp. Ví dụ là hiệu ứng người dùng vào room. Những xe trong video chính là hiệu ứng bạn khác vào room. Hiệu ứng tặng quà, hiệu ứng kết hôn đó là tặng quà tương ứng sẽ kích hoạt. Hãy tải Zaki ngay để cùng giao lưu và trò chuyện cùng xóm rách việc nhé. Xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại.